chuyển họa thành phúc. 1. Hạnh phúc và đau khổ do chính tâm bạn tạo ra. Hạnh phúc và đau khổ tùy thuộc vào tâm của bạn, vào lối giải thích của bạn. Chúng không đến từ bên ngoài, từ ai khác. Tất cả hạnh phúc và đau khổ của bạn đều do chính tâm bạn tạo ra. Ước muốn mãnh liệt. Theo giáo lý Phật, tất cả hiện hữu đều tùy thuộc vào sự mong muốn. Mọi hạnh phúc và khổ đau đều do ước muốn mà ra. Từ nỗi khổ thống thiết nhất trong các cõi địa ngục cho đến hạnh phúc thù thắng nhất của cảnh giới thánh trí đều phát sinh do lòng ham muốn. Trừ vài việc đặc biệt liên hệ đến Phật Pháp Tăng, tất cả hành động về thân, lời, ý còn vướng bận thế tục, nghĩa là mong được thứ hạnh phúc chỉ trong đời này, đều là bất thiện, đưa đến hậu quả duy nhất là đau khổ. Tất cả hành động, thân, lời, ý được làm với mong muốn được hạnh phúc trong các đời sau đều có đạo đức và làm nhân cho hạnh phúc. Nhờ những thiện nghiệp này, ta có thể biết mình sẽ được hạnh phúc trong các đời sau. Tất cả việc làm về thân ngữ ý với khát vọng giải thoát nghiệp chướng và phiền não đều là thiện nghiệp làm nhân cho giải thoát. Và tất cả các hành động, thân lời ý được làm với sự khát khao giác ngộ để lợi lạc hữu tình thì không những là thiện mà còn là nhân của giác ngộ. Khi đã có niềm khao khát ấy thì ta sẽ thực hành thiện nghiệp suốt cả ngày đêm, và những nghiệp ấy sẽ là cái nhân để đạt đến hạnh phúc tối thượng của toàn giác. Chính vì lý do này mà giáo lý Phật dạy mọi hiện hữu đều do mong muốn thúc đẩy. Nói khác đi là mọi sự hoàn toàn tùy thuộc vào tâm. Hạnh phúc tạm thời hoặc vĩnh viễn đều do nguyện vọng của bạn, nghĩa là do tâm bạn. Ước muốn khác nhau đưa đến những hậu quả khác nhau. Mọi khổ đau đều do ước muốn đi tìm hạnh phúc cho một đời này, thứ hạnh phúc trong sinh tử mà ta không bao giờ gặp được. Giải thoát là do tâm muốn giải thoát. Toàn tri là do mong muốn đạt đến toàn tri. Do vậy, khổ sinh tử và vui giác ngộ đều do ước muốn của ta, đều do tâm ta. Nếu nhìn lại cuộc đời mình, ta sẽ thấy, bằng kinh nghiệm bản thân, rằng vui khổ đều do tâm, nghĩa là do lối nhìn của ta, chứ không do ngoại cảnh hay người khác. Mọi hạnh phúc hay đau khổ của ta đều do tâm ta tạo ra. Khổ đau và hạnh phúc đều tùy thuộc nơi chính tâm mình. Thí dụ, bạn có thể kinh qua đau khổ do không kìm được cơn giận dữ, hoặc hưởng lạc do tu tập từ bi nhẫn nhục. Đời bạn khổ đau hay hạnh phúc là do cách bạn đào luyện tâm mình trong sinh hoạt hàng ngày. Như vậy, thật rõ ràng là khổ đau hay hạnh phúc không do ai khác tạo ra, dù đó là Chúa hay Phật. Bạn là tác nhân của hạnh phúc và khổ đau của chính mình. Hạnh phúc và khổ đau là biểu hiện của chân không. Do nhận thấy được những lợi ích của khổ đau, bạn đặt tên cho chúng là tốt, thế là chúng có vẻ tốt, vì làm cho bạn sung sướng. Sự hài lòng của bạn tùy thuộc vào trình độ bạn thấy được lợi lạc từ những rắc rối, và do đó bạn đặt tên những rắc rối ấy là tốt. Bạn bè nghĩ, chuyện này đâu có đáng gì mà phải bực mình, tôi vẫn được an lạc mà. Niềm an lạc này hoàn toàn do chính tâm bạn tạo, không một sự an lạc nào tự nó có ra. Cái hạnh phúc có vẻ như đến từ ngoài ấy, kỳ thực tùy thuộc vào cảm giác và ý nghĩ của bạn gắn tên cho nó. Như vậy, hạnh phúc hay an lạc là một biểu hiện của chân không. Khổ đau cũng thế. Khi bạn không nghĩ ra được lợi ích của những rắc rối mà chỉ thấy những bất lợi của chúng, thì bạn xem chúng là những chướng ngại to tát. Do cảm thấy bực bội,
bạn bèn đặt tên cho những chướng ngại này là phiền não. Cái tên bạn vừa đặt ra ấy cứ lù lù hiện ra trước mắt bạn. Bạn đang gọi cái chướng ngại ấy là phiền não. Vì thế, nó thực sự là phiền não của bạn. Bởi vì phiền não chỉ tung hoành trong cái cảm giác bực bội do chính bạn tưởng tượng ra. Nên, dù rắc rối dường như có thật đi nữa, bản chất của nó cũng hoàn toàn là không. Như vậy, khổ đau cũng phát xuất từ chân không. Khi bạn nhìn vào hoặc nghĩ đến cái tôi, cái tự ngã của tôi, bạn cứ nghĩ là cái tôi, cái tự ngã của tôi ấy tự nó hiện hữu. Bạn gán một hiện hữu có thật cho cái tôi, tức là hợp thể gồm 5 nhóm ngũ uẩn. Nếu không dựa trên cơ sở ngũ uẩn, thì dù có cái ý tưởng đặt tên tôi, cái tôi ấy cũng không hiện hữu. Và nếu không có tư tưởng đặt tên tôi cho 5 uẩn, thì dù 5 uẩn có hiện hữu, cũng không có cái tôi. Bạn có thể thấy rõ cái tôi là do trí tưởng tượng gán cho giả tướng của ngũ uẩn như thế nào. Và khi ngũ uẩn hoạt động, bạn nghĩ rằng tôi đang ngồi, tôi đang nghe giảng, tôi đang ngồi thiền. Tâm bạn gán ngay cái tôi vào ngũ uẩn lúc ấy đang ngồi, đang nghe và đang thiền hành. Thật ra thì cái tôi hiện hữu và hoạt động là do trí tưởng tượng gán cho ngũ uẩn. Chỉ có thế, cái cách mà tôi hiện hữu không là gì khác hơn. Tuy nhiên, dù cái tôi được trí tưởng tượng đặt ra, nó có vẻ như tự hữu. Cái tôi có vẻ tự hữu, có vẻ thật, chứ không chỉ do tư tưởng dán lên 5 uẩn ấy. Kỳ thực hoàn toàn rỗng tuếch. Cái tôi chỉ là cái tên, nó hoàn toàn là ảo giác, không có một chút thực hữu nào ở nơi cái tôi này. Một cái chỉ do tư tưởng gán cho 5 uẩn. Cái tôi không tên, độc lập, hiện hữu do tự tính của nó, thì thực sự là chân không. Trên thực tế, cái tôi có mặt trên ngũ uẩn, làm nhiều hoạt động, kinh qua luân hồi sinh tử, và có thể giác ngộ nhờ thực hành pháp. Cái tôi ấy không là gì khác hơn cái trí tưởng tượng gán cho 5 uẩn. Giờ thì bạn đã thấy rõ ràng rằng, cái tôi dù có mặt bất cứ kiểu nào cũng chỉ là ảo giác. Chính cái quan niệm về tôi thực có ở ngoài 5 uẩn là đối tượng mà ta cần bác bỏ. Ngài Trigyan Rinpoche, thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, dạy rằng, cái trí tưởng tượng mê tín thường hay gán tên cho bất cứ một sự cố tốt hay xấu nào, dù sự cố ấy chỉ đơn thuần là tập hợp của những nguyên nhân và điều kiện duyên mà thôi. Dĩ nhiên là khi đã gán tên tốt hay xấu rồi, thì sự tốt xấu ấy có vẻ như thực hữu, song kỳ thực không có gì là thực hữu. Tóm lại, dù bạn nghĩ thế nào, mọi sự vẫn không có gì tự hữu. Do đó, bám víu hay ghét giận đều không có ích. Bạn nên hoàn toàn từ bỏ mọi phiền não. 2. Tập nhìn mọi vấn đề cách khác. Khi gặp rắc rối, cần khởi ý niệm thích thú tự nhiên như thích một cái gì mình thích. Đặc biệt trong thời gian mạt pháp, con người chịu vô vàn thống khổ, gặp đủ thứ mọi rắc rối bất hạnh. Đây chính là do tâm nhu nhược của họ không nhận chân được lợi ích của những rủi ro mình gặp, không thể xem chúng là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc. Người ta thường không thấy được điều này và không chịu luyện tâm để nhận thức được như vậy. Thay vì đau khổ trước mọi tổn hại do hữu tình và vô tình gây nên, bạn nên phát khởi thói quen xem chúng là những trợ duyên hữu ích đưa đến hạnh phúc. Trước hết, hãy tập nhận ra lợi lạc trong những thiệt hại nhỏ, rồi dần dần khi đã thành thói quen, bạn có thể thấy được lợi ích thú vị ngay cả trong những vấn đề trầm trọng, vì chúng cần thiết cho hạnh phúc của mình. Thói thường là xem những rắc rối thật tai hại khó ưa, nhưng khi luyện tâm, ta sẽ thấy rắc rối là bình thường. Tập chuyển tâm
không cúp để hết bị rắc rối, mà cúp để sử dụng những rắc rối ta gặp phải, ngõ hầu tu tâm trên đường giác ngộ. Không phải rằng đã tu tâm thì từ đây về sau bạn không còn kẻ thù và bệnh tật. Chỉ có điều những thứ ấy không thể quấy nhiễu bạn, không thể ngăn bạn tu hành, đạt thực chứng trên đường giác ngộ. Thật thế, những rắc rối không những không hại bạn được, mà còn thực sự giúp bạn tiến bộ trên đường phát triển tâm linh. Bằng cách nào? Bạn phải hướng tâm theo hai ý. Trước hết là chấm dứt thái độ thù ghét rắc rối. Kế đến là phát khởi ý nghĩ thích thú mỗi khi gặp vấn đề. Khi luyện tâm được như vậy và thực sự thấy vui chứ không bực bội khi phải đối phó, thì rắc rối sẽ không còn là chướng ngại cho bạn trên đường giác ngộ. Lỗi lầm do chỉ thấy chướng ngại. Tất cả chúng ta đều chịu thiệt hại đến từ hữu tình như người khác và vô tình như bốn đại, đất, nước, gió, lửa. Khi quen thói xem những kinh nghiệm này là trở ngại, thì ta chỉ thấy càng ngày càng nhiều chướng ngại đến từ bên ngoài, như chúng sinh khác và ngoại cảnh. Những chuyện vô nghĩa, tầm thường nhất cũng đủ khiến tâm ta bực bội kinh khủng và ta dễ nổi cáo. Căn nguyên của vấn đề là tâm vị kỷ quá to lớn của ta. Tâm vị kỷ thì bất cứ chuyện gì cũng thành vấn đề. Ngay cả khi phải ăn món gì hơi nguội, bạn cũng thấy khó chịu. Bạn rầu rĩ khi thấy người nào mặc cái áo hơi kỳ cục, hoặc có dáng vẻ hơi khác người thường, hoặc làm chuyện gì hơi trái ý mình. Bạn nổi quạo quá đáng khi có người hoặc con vật nào làm ồn ban đêm khiến bạn thức giấc. Suốt hôm sau bạn than thở: "Ồ, suốt đêm qua tôi không sao chợp mắt được vì thế này, vì thế nọ." Không được đầy dứt trở nên một vấn đề trọng đại, một nỗi khổ to lớn. Nếu một chúng sinh bé nhỏ như con rệp chẳng hạn, bò vào đùi cắn một phát khi bạn đang ngon giấc hoặc đang ngồi thiền, thì chuyện đó trở thành vô cùng khốn khổ. Đã có nhiều người Tây Phương tốn cả ngàn Mỹ Kim để đến Kathmandu tu tiền, nhưng chỉ mới trải qua một đêm đã chịu không nổi sự thiếu tiện nghi ở đây, bèn cuốn gói trở về ngay hôm sau. Bản chất của tâm là thói quen nhìn sự vật theo một lề lối nhất định. Do thường xem mỗi chuyện trái ý nhỏ nhặt là vấn đề, bạn xé chuyện bé ra to. Ngay cả một nỗi khổ tầm thường, nếu thấy thành ra một chuyện ghê gớm để điên lên vì nó, bạn sẽ không ngừng bị cái tâm nặng nề, bất an, đè nặng. Lúc đó, bạn sẽ khó mà chịu nổi bất cứ vấn đề gì. Mọi sự sẽ thành kẻ thù của bạn. Bất cứ gì va chạm giác quan cũng làm bạn khó chịu. Bất cứ cái gì bạn nghe, thấy, nếm, ngửi hoặc sờ đều làm bạn bực mình. Tâm bạn sẽ thổi phồng các vấn đề của bạn, và đời sống của bạn đầy ắp những phẫn nộ, chán chường, căng thẳng và suy sụp tinh thần. Bạn luôn bị cái tâm bất an chế ngự và khó mà có được một ngày hay ngay cả một giờ hạnh phúc. Nếu không có gì làm ta thích thú, không gì làm ta thỏa mãn, thì ta chẳng còn cơ hội nào nếm được hạnh phúc trên đời. Dù làm bất cứ việc gì, đi đến bất cứ nơi đâu, ta cũng đều cảm thấy thất vọng. Không nhận ra đó chính là lỗi của mình. Do tâm mình đã quen thói, bạn lại cho chính ngoại cảnh, người khác hay thời tiết là nguyên nhân của mọi vấn đề. Càng nghĩ những rắc rối của mình đến từ bên ngoài, từ các vật hữu tình và vô tình, bạn càng nổi sân. Như ngọn lửa đang cháy mà bạn lại tưới thêm dầu vào. Sân càng lớn thì nghiệp càng tệ. Sân si càng vô lý thì nghiệp xấu càng tăng. Bạn nổi sân với tất cả mọi sự xuất hiện trước mắt, ở nhà và những người xung quanh. Đây chính là mọi hiện tượng đều thành kẻ thù. Người ta bảo Milarepa thường để bàn tay phải lên mang tay như đang nghe ngóng. Có nghĩa là chuyện gì xảy ra đối với ngài cũng là một lời khuyên, một bài học. Thay vì xem mọi chuyện là kẻ thù,
bậc tu hành ngược lại xem chuyện gì cũng tốt, cũng đều là bạn hữu. Cái gì xảy đến cũng giúp ích, cũng lợi lạc cho mình một cách nào đó. Với các đại ẩn sĩ, chuyện gì cũng là hạnh phúc, chuyện gì cũng là chân không. Thấy lợi lạc trong mọi vấn đề rắc rối. Khi gặp rắc rối, nếu bạn nhớ đến lợi ích của nó, rồi phối hợp nó với sự thực tập chuyển tâm trong Đại Thừa, thì mọi vấn đề sẽ trở nên đáng muốn, chẳng những không tệ mà còn tốt và có ích. Dù bao nhiêu rắc rối xảy ra, thật vô ích nếu để chúng quấy nhiễu tâm bạn, làm bạn bực mình. Khi gặp tình huống xui xẻo đáng ghét, cần nhất là đừng xem nó là vấn đề, đừng đổ quạo. Việc này chả có lợi gì, chỉ cốt bạn đừng lấy đó làm điều bạn phải khổ sở. Có vài tình huống bạn có thể dàn xếp, và tình huống chỉ có nước ráng chịu. Thí dụ, dù bạn có bực mình vì cái nhà của mình không phải bằng vàng, bạn cũng không sao biến gạch thành vàng được. Và dù bạn có khổ nổi tại sao bầu trời không là mặt đất, thì cũng chẳng thể nào biến bầu trời thành mặt đất được. Lo nghĩ những chuyện như thế thật vô lý. Dù bạn có bực mình về một vấn đề hoặc bực tức vì một chuyện nhỏ liên hệ đến một người nào, bạn cũng chẳng làm gì được. Như Shantideva giải thích trong Bồ Tát Hạnh, Bohikari Avatara. Nếu vấn đề bạn gặp phải có thể giải quyết được, thì không cần gì phải lo lắng, chẳng có gì phải phiền não xuống tinh thần. Và nếu vấn đề thuộc loại không còn cách nào khác, thì cũng không ít gì để cảm thấy bất hạnh hay chán ghét, dù bất cứ gì xảy đến, nổi quạo hay buồn phiền thật là vô lối. Khi gặp bất cứ một sự cố nào, hãy luôn nghĩ, chuyện bình thường. Thí dụ, khi người nào bị rắn cắn, thì việc cắt bỏ khối thịt quanh vết thương được xem là việc tốt, dù nạn nhân có đau đớn. Việc này không bị xem là tác hại, mà lợi ích, vì nó bảo vệ mạng sống người ấy. Theo y học Tây Tạng, khi một căn bệnh hoành hành bên trong cơ thể, có dấu hiệu phát ra ngoài, điều ấy có nghĩa người bệnh đã khá hơn. Bệnh phát tác ra ngoài cơ thể được xem là điều tốt, thay vì cứ ở trong nội tạng, bành trướng và kéo dài. Mặc dù đau đớn, ung nhọt phát tán ra bên ngoài vẫn được xem là tốt. Sự lấy làm điều, những thương tổn do các loại hữu tình và vô tình gây ra có nhiều tai hại lớn. Hãy suy gẫm đến mọi sự cố mà bạn đã trải qua trong đời và nghĩ đến hậu quả đã ra sao khi bạn quan trọng hóa những chuyện ấy. Hãy quyết định mạnh mẽ như sau. Từ nay trở đi, dù có đối đầu với bất cứ rắc rối nào, tôi cũng sẽ không bực mình vì chúng. Tôi sẽ không xem chúng là vấn đề mà còn thấy được khía cạnh hữu ích của chúng. Thái độ dũng cảm quyết định ấy vô cùng cần thiết. Với một động lực mạnh mẽ này, hãy cố gắng đào luyện tâm bạn cho đến khi bạn trở nên một kỵ sĩ tài ba. Dù khi lơ đễnh, bạn vẫn có thể điều khiển con ngựa của mình, không cần nỗ lực. Và dù ngựa có nổi chứng, bạn cũng không bị té hoặc bị nguy hiểm đến tính mạng. Bạn có thể xoay sở được nhờ đã quen chứng con ngựa của mình. Cũng vậy, mỗi khi gặp khó khăn trở ngại, bạn nên lập tức công nhận chúng là tốt, một cách không gắng gượng. Ý nghĩ thích đối phó vấn đề sẽ khởi lên một cách tự nhiên, không cần xét lý do. Khi gặp chuyện không đáng ưa, nếu ngay tức khắc bạn xem chúng là tốt, bạn sẽ sung sướng. Dù gặp những lúc bị chỉ trích, nghèo đói, thất bại, ốm đau hoặc cả đến cái chết, chẳng có gì quấy động tâm bạn được. Bạn sẽ vui vẻ dài dài. Không cần dụng công nỗ lực, bạn sẽ ý thức được lợi ích của mọi vấn đề một cách tự nhiên và càng thấy bình thường khi gặp nghịch cảnh trên đường đời. Do luyện tập và tạo thói quen không xem nghịch cảnh là vấn đề, ngay cả những vấn đề trọng đại xảy đến cho tâm và thân cũng sẽ trở nên dễ chịu, đến nỗi bạn chẳng còn gặp khó khăn nào khi đương đầu với chúng. Những rắc rối trở nên thành thú vị, nhẹ và mềm như bông.
xem nghịch cảnh như trò đùa. Bạn cần chuẩn bị kỹ mới có thể đương đầu với những cảnh ngộ tang thương, vì thật khó mà hội nhập ngay những nghịch cảnh vào sự tu tập. Nhờ đã tập luyện, nên khi một sự cố nghiêm trọng xảy ra, bạn có thể áp dụng pháp thiền Lam Rim hoặc pháp chuyển tâm mà bạn đã quen thuộc. Muốn chuyển nghịch cảnh thành an vui, thì xem nghịch cảnh giúp cho mình luyện tâm cũng chưa đủ. Bạn còn phải xem chúng là điều kiện cần thiết để tu hành, và bạn nên rút từ nơi chúng một hạnh phúc thường hằng, bền bỉ. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng những rắc rối làm lợi cho bạn rất nhiều, vì nhờ chúng bạn được hạnh phúc tạm thời trong đời này và các đời sau, được giải thoát giác ngộ. Dù các vấn đề có rắc rối, khó chịu đến đâu, chúng vẫn là những yếu tố làm lợi cho bạn. Đừng ghét những nghịch cảnh nữa, mà hãy khởi sự thích chúng để tâm được an vui. Như thế, bạn mới có thể tiếp tục tu tập mà không hề nản chí hoặc thất vọng. Cứ tiếp tục nghĩ như vậy để luyện tâm, hãy biến tâm thành an lạc. Rồi, do hoàn toàn tin rằng có trải qua các rắc rối mới thấy được an vui, nên khi đối diện nghịch cảnh, bạn bèn coi chúng như pha. Chúng không làm bạn rối trí, do đó bạn sẽ dễ dàng chấp nhận chúng. Đây là cách đối phó với cuộc đời đầy bất trắc và chướng ngại, như phải đối phó với kẻ thù hoặc những hung thần mà bạn nghĩ là đang phá rối hạnh phúc hoặc sự tu tập của mình. Bạn sẽ vượt qua tất cả. Dù còn tiếp tục bị quấy rối, tâm bạn vẫn an nhiên tự tại. Khi bạn xem trọng một chuyện gì và bị nó quấy nhiễu, tức là vấn đề đó đã hoàn toàn thao túng bạn. Trong lúc nỗi khổ ấy diễn ra, bạn khó có thể đem tâm đại thừa mà chuyển hóa nó. Khi bạn có thể lợi dụng khổ đau làm đường lối tu tập, thì những khó khăn sẽ khiến bạn phát triển thiện nghiệp, và chúng trở thành nguyên nhân đưa đến hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này phải do kinh nghiệm bản thân của chính bạn. Đương nhiên, bạn không thể nào bỗng dưng có khả năng đối diện các vấn đề trọng đại và chuyển chúng thành đề mục tu tập được. Tùy theo khả năng, hãy tập chuyển hóa những nỗi khổ nhỏ, thì khi gặp sự cố trầm trọng hay những thảm họa to tát hơn, ngay cả chuyện đáng sợ nhất là cái chết, bạn sẽ đối phó được nhờ áp dụng phương pháp chuyển hóa của Đại Thừa. Tóm lại, hãy tập nhìn khía cạnh tốt của mọi vấn đề. Khi gặp nghịch cảnh, đừng chú ý những cái khó chịu, mà chỉ thấy khía cạnh tốt và lợi ích. Cuộc đời có sung sướng hay không là do lối cảm nhận và giải thích của tâm ta. Bạn có thể đặt tên một kinh nghiệm là may mắn hay xui xẻo. Điều ấy tùy thuộc hoàn toàn vào tâm bạn, vào sự suy luận của bạn. 3. Lỗi lầm của giận dữ và ham muốn. Giận dữ hành hạ bạn hệt như đống than hừng hực cháy trong tim, càng đòi hỏi thì càng bất mãn. Giận dữ. Qua những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, ta thấy không thể có được an lạc khi không làm chủ tâm mình mà để cho giận dữ nổi lên. Nhưng đời sống hàng ngày của bạn được an vui nếu bạn có thiền định và áp dụng vào những phương pháp tuần tự đưa đến giác ngộ và kiểm soát tâm nhờ thực hành nhẫn nhục từ bi. Nhất là gặp những lúc ngặt nghèo dễ khiến tâm ta rối loạn, phát sinh ý nghĩ bất lương, thì việc kiểm soát tư tưởng là điều hết sức cần thiết. Khi cơn nóng giận vừa ló dạng, bạn phải tức khắc nhận ra nó và nhớ ngay đến tai hại của nó. Giận dữ không đem lại một chút lợi ích hoặc an lạc nào đến cho bạn hoặc cho ai khác. Nó chỉ gieo tai họa, làm cho bạn khổ sở và khó chịu ghê gớm. Một khi cơn giận đã tung hoành trong tâm bạn được rồi, nó sẽ trở nên quen thuộc với bạn. Và sau đó, mỗi khi gặp việc tương tự, cơn giận dữ lại nổi lên. Nếu bạn không tu tập để đối phó những chướng ngại, thì mỗi lần bực tức nổi lên, bạn lại tạo thêm một thói quen trong tâm, làm cho bạn càng ngày càng dễ nổi giận. Sân giận
làm mê mờ tâm trí, khiến bạn có một cuộc sống bất hạnh. Nó có thể làm thân bạn đau đớn, có khi còn làm tánh mạng bạn lâm nguy. Khi nổi sân, bạn bị bất an và làm cho người khác sợ hãi và bất an theo bạn. Bạn có nguy cơ phá hủy hạnh phúc lẫn tài sản của mình và của người. Có khi bạn lại còn hại đến tâm, thân, cho đến sinh mạng của người ta nữa. Lửa sân càng lớn, bạn càng nghĩ đến chuyện phá hoại. Bạn chỉ muốn đập phá ngay tức khắc cái đối tượng làm bạn nổi sân. Và một khi bạn đã khởi lên ý nghĩ như thế, thì bạn chỉ cần một giây lát để đập phá, thậm chí giết người. Chuyện này xảy ra rất nhanh, chỉ trong một tích tắc mà thôi. Sân giận gây tai hại lớn cho bạn và mọi người trong đời này, hết ngày này sang ngày khác. Nhưng chưa hết đâu. Nó còn liên tiếp gieo sóng gió gấp trăm lần trong những đời kế tiếp. Nó tiêu diệt công đức, trở ngại sự giải thoát, làm cho tâm mất hết sáng suốt. Như khi tim ngừng đập thì sự sống chấm dứt, lửa sân nổi lên sẽ tiêu diệt mọi công đức và cắt ngang nhựa sống của sự giải thoát. Không có tim thì không có sự sống, không có công đức thì không có hạnh phúc, không có giải thoát, không có hạnh phúc tối thượng của sự toàn tri. Lửa sân tai hại ghê gớm, bạn không cần phải nghĩ đến sức tàn phá của nó trong những đời kế tiếp, mà chỉ cần nghĩ đến cái độc hại của nó trong đời này cũng đủ rồi. Chỉ mới trong đời này mà cơn giận của bạn cũng đã gây đau khổ cho biết bao người. Pháp đối trị sân giận là sự nhẫn nhục. Thế nhưng, chính ý tưởng giận dữ lại không thực hành được nhẫn nhục hoặc nghĩ đến tai họa của lửa sân. Cần phải có một ý tưởng khác để nhắc bạn nhớ đến sự tàn phá của lửa sân, khiến bạn thực hành nhẫn nhục. Nhờ áp dụng thiền định và các phương pháp tuần tự đưa đến giác ngộ, nhất là pháp chuyển tâm của Đại Thừa, bạn mới có thể thực hành nhẫn nhục. Lúc ấy mới có sự bình an, buông xả và hạnh phúc trong đời sống. Lửa sân hừng hực như than hồng rực cháy trong tim bạn. Nó biến người đẹp thành người xấu khủng khiếp. Những gì đang êm ả, dễ thương, an lạc biến thành u tối, xấu xa, kinh hoàng. Nhưng ngay khi bạn áp dụng giáo lý và thực hành nhẫn nhục, thì lửa sân liền tắt ngấm. Cả đến vẻ ngoài của bạn bỗng dưng biến đổi. Bạn trở nên an hòa, thanh thản và lòng bao dung, dễ mến của bạn khiến người khác vui lây. Ham muốn. Khi thèm khát một cái gì thì tâm ta không được an lạc, không được thảnh thơi, hệt như lúc ta nổi sân vậy. Ta luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì, thiếu tự xét tâm mình mỗi ngày. Ta sẽ thấy luôn luôn có cái gì chưa ổn. Dù bạn cố tìm vui ở khắp mọi nơi, như đến sống ở thành phố hoặc lên núi chơi, đi tắm biển hoặc ra công viên hóng gió. Dù bạn cố nhâm nhi vài món cao lương mỹ vị, diện quần áo đúng mốt, hoặc sắm cho mình thứ gì xịn nhất, hiện đại nhất, bạn vẫn thấy thiếu vắng một cái gì. Dù có nhiều bằng hữu thân thiết lâu ngày, bạn vẫn thấy nao nao trong dạ. Bạn cứ thấy tim mình trống vắng, bạn không bao giờ thực sự hạnh phúc. Ngay cả lúc gặp chuyện vui nhộn, nếu nhìn kỹ vào thâm tâm, ta vẫn thấy thiếu một cái gì. Ta không bao giờ sung sướng trọn vẹn. Hãy nhìn lại tâm mình, nghiền ngẫm nó thật kỹ. Mình có đang hoàn toàn hạnh phúc chăng? Không, vẫn thiếu một cái gì. Đây chính là lý do vì sao Đức Phật dạy: dù có ở tận gốc bể chân trời, ta vẫn cứ khổ đau. Dù có tìm quên trong thú vui nào, lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau thương. Dù có bạn đồng hành, bạn ấy cũng là bạn khổ đau. Bao lâu ta còn chạy theo ham muốn thì không bao giờ có được thỏa lòng. Theo đuổi ham muốn có nghĩa là cốt để được thỏa mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến bất mãn. Mặc dù mục đích chúng ta là có được sự toại ý, song chạy theo ham muốn để được toại ý lại là một phương tiện sai, nên hậu quả chỉ là sự bất mãn. Khi ta theo đuổi ham muốn, ta không được thỏa mãn,
rồi ta lại đuổi theo ham muốn và ta cũng tiếp tục bất mãn. Ta cố thử thêm lần nữa và lại không toại lòng. Chuyện đời của Elvis Presley là một thí dụ điển hình. Vừa rồi, khi ghé qua Melbourne, tôi được biết chuyện của anh ta. Một hôm, khi đang dùng cơm trưa, chúng tôi theo dõi đời sống của Elvis Presley trên truyền hình. Chuyện rất hay. Cuộc đời của anh là cả một bài pháp lam diêm thiết thực. Anh luôn sống trong lạc thú và kích động. Những ngày cuối của cuộc đời, khi biết mình sắp chết, là những ngày tinh thần anh suy sụp trầm trọng. Bài hát cuối cùng của anh đó là "Sao thất vọng cứ đến khi ta mãi đi tìm". Anh đã hát với đôi mắt nhòa lệ trong suốt buổi trình diễn cuối cùng, và hàng ngàn kẻ thần tượng đến nhìn và nghe anh hát hôm ấy đã khóc theo anh. Từ đó anh đã ra đi. Nếu quan sát bản chất tâm mình khi đang theo đuổi một ước mơ, bạn sẽ luôn thấy thiếu một cái gì. Sự thật là chạy theo ham muốn tự nó đã là đau khổ, tự nó đã là vấn đề. Toàn thể chuyện ấy bản chất chỉ là đau khổ. Đấy là cái khổ lớn nhất trong sinh tử. Cái gì tạo nên rắc rối và chướng ngại trong đời sống? Cái gì tạo nên nội chướng, ngoại ma trong sự tu tập tâm linh của bạn? Cái gì khiến bạn không tu tập tới nơi tới chốn? Đó chính là sự ham muốn, khát khao mà không được thỏa lòng. Hãy lắng nghe tin tức phát thanh hoặc xem truyền hình, ta sẽ thấy nguyên nhân của các tai họa chết người đều phát sinh từ nỗi uất ức vì muốn mà không được thỏa mãn. Nếu quan sát bản chất của tâm mình, phân tích và tự hỏi chính mình, bạn sẽ thấy càng ham muốn bạn càng không có được hạnh phúc thật thụ. Bạn sẽ thấy thiếu thốn rất nhiều. Đời sống của bạn mới vô vị làm sao? Thật ra, đạt được cái mình mong muốn hay không đạt được, bản chất đều là khổ. Có cũng khổ, không có cũng khổ. Vì không xét kỹ, ta thấy chuyện có được, điều ta muốn dường như chấm dứt được một vấn đề, nghĩa là cái vấn đề không có được. Nhưng khi ấy lại có những vấn đề khác do sự có được gây ra. Khi có được đối tượng ham muốn, ta gán tên lạc thú cho cái cảm giác mới phát sinh. Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng ham muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn mãi, thì sớm muộn gì cảm giác lạc thú đó cũng trở thành chán ngấy, gọi là khổ khổ, và nó dần trở thành một cái gì không thể chịu nổi. Khi chưa nhận ra để gán cái tên khó chịu cho cảm giác, khi chưa nhìn nhận nó là khổ khổ, thì bạn vẫn gọi kinh nghiệm cảm giác đó là một khoái lạc. Vì bạn đã gọi nó là khoái lạc, nên cảm thọ ấy được xem là khoái lạc, lại còn như thể tự nó là dễ chịu thật. Nói cách khác, dù cảm thọ ấy có được đặt tên là khoái lạc, nó cũng chỉ tự nó phát khởi mà thôi. Khi có sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng để phát sinh cảm giác mà ta gọi là lạc thọ, thì chẳng mấy chốc ta sẽ thấy trở thành khổ thọ. Khi sự tiếp xúc kéo dài, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, lạc thọ đó kỳ thực cũng chỉ là đau khổ. Khi ngũ uẩn do nghiệp và vọng tưởng tạo ra, gặp một đối tượng, ba cảm thọ liền phát sinh. Đầu tiên là khổ thọ, mà thông thường ta xem là rắc rối. Kế đến là lạc thọ, mà suy cho cùng cũng chỉ là khổ. Sở dĩ ta lấy làm vui vì chưa phân tích kỹ. Và cuối cùng là bất khổ, bất lạc thọ. Cảm giác không khổ không vui, mà thực chất cũng là khổ. Vì ngũ uẩn vốn đã ô nhiễm vì nghiệp và vọng tưởng. Khi chưa thoát khỏi nghiệp và vọng tưởng trói buộc ta vào năm uẩn trong sinh tử, thì ta vẫn còn khổ dài dài. Bởi vì một cảm giác phát sinh do tiếp xúc đối tượng đều thuộc bản chất khổ đau. Chạy theo dục vọng là nghiệp, vì nó tạo một dấu ấn trong dòng thức tương tục, làm bạn tái sinh luân hồi trở lại. Rồi do sự khống chế của nghiệp và vọng tưởng từ kiếp này, ta lại kinh qua đau khổ trong kiếp sinh tử tương lai, ấy gọi là hành khổ. Rồi ta lại kinh qua khổ khổ, hoại khổ,
là nỗi khổ do thay đổi, do trong sinh tử chỉ có lạc thú nhất thời. Đây là cái họa lâu dài của việc theo đuổi ham muốn. Bao lâu còn chạy theo ham muốn thì ta vẫn còn kinh qua những nỗi khổ bất tận trong sinh tử. Tóm lại, ngay cả cái cảm giác mà ta gọi là khoái lạc khởi lên khi tiếp xúc với một đối tượng ham muốn, chính nó cũng chỉ là đau khổ. Vì không phân tích bản chất của cảm thọ, vì tâm bị ám ảnh bởi dục vọng, ta gán cho cảm giác ấy là khoái cảm, trong khi thực sự nó chỉ là khổ. Cảm thọ khổ khi ấy đối với ta lại là vui, và ta tin nó là vui thật. Ta bám lấy lạc thú đó, và đối với cái tâm bị bám của ta, thì nó có vẻ như là hạnh phúc thuần túy, thực hữu. Những rắc rối hoàn toàn do chính tâm bạn tạo ra là như thế đấy. Cắt đứt ham muốn. Khi gặp phải vô số vấn đề rắc rối không chịu nổi, nếu nhận ra được sai lầm của mình là do đuổi theo dục vọng và ta liền dừng lại, thì ngay lập tức cả núi rắc rối ấy liền sụp đổ. Thí dụ, khi mãi mê tơ tưởng đến một người đẹp, bạn rất muốn được gần cô ấy. Càng nghĩ đến chuyện được gần người trong mộng, bạn càng không thể ngừng ôm giữ hình ảnh cô nàng. Trái lại, bạn càng bị đắm say nhiều hơn. Bạn không tài nào xóa được giấc mơ hoa. Thí dụ, khi bạn cứ nghĩ mãi về vẻ đẹp thân thể của một người nào, thì bạn không thể ngăn được lòng ham muốn. Cứ suy nghĩ theo kiểu ấy mà lại cố chấm dứt ái luyến là điều không thể được. Nó chỉ làm cho bạn càng thêm ràng buộc. Không bao giờ có thể dập tắt lòng ham muốn theo cách ấy. Óc tưởng tượng càng lúc càng thấy nàng đẹp quá và bạn càng muốn được gần nàng. Chỉ có tư tưởng ngược lại, xem thực chất của thân hình đẹp đẽ kia là khổ đau, là vô thường, mới có thể làm bạn vỡ mộng. Có thể bạn nghĩ rằng, bao nhiêu rắc rối sao cứ đổ dồn lên đầu tôi mãi? Hoặc, có ai khổ bằng tôi không? Nỗi u ám, than thân trách phận này sẽ tan biến ngay lúc bạn dừng lại mọi ham muốn. Do nhận biết căn nguyên của những phiền toái ấy là ham muốn, bạn có thể ngừng theo đuổi dục vọng nhờ một phương thuốc là giáo lý về con đường niệm tu. Bạn sẽ được thanh thản, an vui ngay lúc ấy. Đó là hiện tại lạc trú. Do thấy được lỗi lầm của dục mà bạn hết vấn đề, bạn sẽ hưởng những ngày hạnh phúc và thảnh thơi. Dừng dục vọng là giải thoát. Trong lễ quy y Tam Bảo, lời nguyện quy y Pháp là: con xin nương theo sự từ bỏ tham dục, sự từ bỏ cao quý nhất. Sự từ bỏ tham quyến đặc biệt được nhấn mạnh ở đây hơn là từ bỏ sân giận hay các phiền não khác, là vì mọi khổ đau đều do ham muốn mà ra. Nếu không từ bỏ ham muốn, ta cứ mãi chịu sinh tử luân hồi. Cũng như ta không thể dứt lòng tham luyến nếu cứ tô đậm vẻ đẹp của một cái gì, ta càng không thể chấm dứt khổ đau nếu cứ lấy làm điều những rắc rối ta gặp. Ta càng xem những rắc rối là khổ, thì chúng càng trở nên không thể chịu đựng. Không thể nào chấm dứt khổ với lối suy nghĩ như vậy. Nó chỉ làm cho nỗi khổ của bạn càng lúc càng ê chề. Thay vì thế, hãy để tâm tự nhiên, đừng có lại nhải mãi. Chán ơi là chán. Đừng bi thảm hóa vấn đề, cứ để tâm được yên. Có thế bạn mới không còn xem chướng ngại là tai họa nữa. 4. Mục đích của đời sống. Bạn có thân người quý báu này là để phục vụ chúng sanh. Mục đích có được thân người quý báu này không phải chỉ để tạo hạnh phúc cho chính mình, mà còn để làm vơi bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho người. Đó là mục đích đời sống. Bạn có cái thân quý báu thoát được 8 nạn và có đủ 10 tiện nghi để phục vụ kẻ khác. Ai cũng mong hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. Hạnh phúc mà ta cần không chỉ là hạnh phúc tạm thời, mà là hạnh phúc tuyệt đối, thứ hạnh phúc tối thượng của giác ngộ. Khi đi phố chẳng hạn, người ta mua những thứ tốt nhất, bền nhất. Cũng vậy, ai cũng muốn có hạnh phúc lâu dài nhất, cao quý nhất. Tùy theo sự hiểu biết của mình
và mức hạnh phúc có thể đạt đến, người ta cố gắng đạt hạnh phúc tối thượng theo quan điểm của mình. Chỉ khi thiếu hiểu biết về Phật Pháp, người ta mới không muốn đạt giác ngộ. Người nào đã gặp Phật Pháp và biết đến sự giải thoát khỏi lứa nghiệp là phiền não, sự chấm dứt vô minh và chứng đắc các đạo quả thì sẽ muốn đạt những điều ấy, xem như hạnh phúc tối thượng. Vậy, mọi người cần phải đạt hạnh phúc tối thượng là giác ngộ. Và ân huệ lớn nhất ta có thể cho người chính là đưa họ đến trạng thái này. Để đạt đến giác ngộ, cần phải theo một con đường. Do vậy, ta phải chỉ cho họ thấy con đường. Muốn thế, ta cần phải thấy thật rõ ràng, đầy đủ cá tính đặc biệt của tâm họ. Vì có đủ loại cá tính và trình độ thông minh, nên ta phải đưa ra nhiều phương pháp tu tập. Như vậy, ta cần biết chính xác nhiều loại phương pháp. Chỉ có tâm toàn tri mới biết hết mọi cá tính đặc biệt và trình độ thông minh của chúng sinh và phương pháp điều phục. Vậy, bạn phải đạt giác ngộ trạng thái tâm toàn tri. Chuyển tâm, phương pháp đại thừa. Muốn đạt tâm toàn tri, phải thực tập trọn vẹn lam rim, con đường đưa đến giác ngộ hay tâm toàn tri ấy. Con đường này là tinh túy của toàn thể pháp bảo, gồm 84.000 lời giáo huấn của Đức Phật. Hiện ta đang ở trong hoàn cảnh nhiều nước, nhiều nơi trên thế giới, con người bị đối xử không đúng như tâm Phật, tạo ra vô số trở ngại cho việc thực hành pháp. Dù đã được gặp Phật Pháp, ta cũng thật khó duy trì và hoàn tất sự tu tập của mình, vì có quá nhiều chướng ngại bên trong và bên ngoài giáng xuống như mưa. Muốn thành công trong việc lắng nghe, nội quán và thiền định trên đường tuần tự đến giác ngộ để tạo lợi ích và hạnh phúc cho chúng sinh, bạn phải tập chuyển hóa tư tưởng, một pháp môn của Đại Thừa. Điều này có nghĩa là khi gặp bất cứ vấn đề rắc rối nào, bạn hãy sử dụng nó để làm phát sinh những thực chứng tâm linh trên đường tu tập tiến đến giác ngộ. Khi ấy, chẳng những vấn đề rắc rối không thể quấy rầy bạn, mà còn giúp bạn phát triển tâm linh và tiếp tục tu hành. Nếu không tập chuyển hóa tư tưởng, bạn sẽ không thành công trong việc thực hành pháp, phát triển nội tâm. Đây là lý do vì sao tôi muốn giải thích một đoạn văn ngắn của Durukchen Rinpoche. Sử dụng hạnh phúc và đau khổ trên đường tiến đến giác ngộ. Ta có thể áp dụng nhiều pháp thiền lam rim khi gặp rắc rối. Lời nhắn nhủ này dựa trên tác phẩm Tràng Hoa Báo của Long Thụ và Bồ Tát Hạnh, Bodhicari Avatara của Shantideva, Durukchen Rinpoche, Sitme Tenbinima, một vị thầy phái Niinma đã đạt quả vị cao trong việc hành trì mật tông, cũng đã học giáo pháp của Lama Tsongkhapa. Nội dung bài pháp này không ngoài những gì đã nói trong bài cách rèn luyện tâm nổi tiếng của Geji Chekawa và 8 bài thơ của Langi Tanpa hoặc những chỉ giáo khác nói về chuyển tâm. Chỉ có khác là cái cách mà Ngài kết hợp việc thực hành pháp Lam Rim khi gặp những rắc rối và chướng ngại. Đối với sự thực tập đặc biệt về chuyển tâm, có hai khía cạnh. Dùng khổ đau trên đường đến giác ngộ và dùng hạnh phúc trên đường đến giác ngộ. Bây giờ, tôi sẽ nói cách áp dụng khổ đau hay rắc rối để tiến đến giác ngộ. 5. Vọng tưởng luân hồi. Thỉnh thoảng tôi thường nghe những phê bình một số cá nhân trình bày giáo lý đạo Phật. Người ta quan sát một vị thầy Phật giáo và thường nhìn rất thất vọng nếu họ nghe điều gì đấy không phù hợp với những định kiến trước đây của họ. Chúng ta hãy cố gắng để thẩm tra phản ứng thông thường này. Một vọng tưởng căn bản vốn dĩ ở tâm điểm của mối quan hệ giữa cá nhân người giảng dạy giáo lý và chính quả Phật. Bài giảng mà vị nào đấy trình bày không phải của chính người đó. Nó là giáo huấn của Đức Phật, mà điều ấy được người thuyết giảng chuyển tải trong khả năng cao nhất, tự học hỏi tối đa cũng như giảng dạy cho người khác.
tôi không cảm thấy như thế, mặc dù tôi là tác giả của bất cứ bài thuyết giảng nào tôi thực hiện. Tôi cảm thấy như một người lắng nghe chúng rất nhiều. Trong một bài thuyết giảng thật sự, duy người thuyết giảng là giáo pháp thật sự, giáo pháp thuyết giảng. Tất cả mọi người, kể cả những vị thầy, là những học trò của giáo pháp. Ngay lúc tôi đang viết hay trình bày một bài thuyết giảng là một cơ hội để lắng nghe Đức Phật. Tôi đã thường hoàn toàn ngạc nhiên với những gì tôi đã nói trong bài giảng của tôi, giống như tôi không phải thật sự là tác giả. Thật phải là thiện nghiệp một cách ngoại lệ để có thể được dạy bảo một cách trực tiếp và cá nhân bởi một vị thầy như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Người ta không còn có cơ hội quý báu này nữa. Nhưng điều ấy không có nghĩa là con người ngày nay là tách biệt với giáo pháp. Sự giảng dạy của Đức Phật tiếp tục được chuyển tải trong một sự đa dạng của những phương cách. Một cách như vậy là qua những người tính tâm. Những người tính tâm không phải là những Đức Phật. Mặc dù họ có thể lắng nghe Đức Phật một cách trực tiếp và bảo đảm sẽ đạt đến giác ngộ không sớm thì muộn. Những người như vậy là có thể thấy cuộc đời của chính họ và của những người khác trong một cung cách đặc biệt được ban cho họ bởi Đức Phật qua niệm Phật. Tuy thế, bởi vì họ vẫn là những chúng sinh trong cõi luân hồi, họ không thể hành động trong một cung cách như một Đức Phật có thể làm. Đây là ý nghĩa của những gì ở trong cõi luân hồi. Họ sống những cuộc đời luân hồi, mặc dù tâm thức họ đã được chuyển hóa và chuẩn bị cho sự giải thoát tối hậu của họ. Để đạt đến quả Phật, không hiểu hầu hết giáo huấn là không đủ. Vì mục tiêu này, chúng ta phải loại trừ tất cả si mê ám tối vào vọng tưởng của chúng ta và thay thế chúng với phước đức vô lậu hay công đức của Đức Phật. Chưa một người tính tâm nào đã từng có thể làm điều ấy, và việc này tạo nên toàn bộ sự khác biệt. Trong Tịnh Độ Tông, chúng ta tham dự công đức của Đức Phật bằng việc thực hành việc kêu gọi tên Ngài hay niệm Phật. Đức Phật chuyển hóa vọng tưởng của chúng ta và có thể làm cho chúng ta đạt đến một sự tương đồng với tâm của Ngài, tâm Phật. Sự chuyển hóa này là phương pháp duy nhất có thể làm cho chúng ta trở nên trưởng thành về tâm linh. Nhưng không là một Đức Phật, chúng ta không có thể hành động như một vị Phật. Chúng ta cũng không tiên liệu một khả năng như vậy trong khi vẫn là một con người. Bất cứ thẩm quyền nào chúng ta sở hữu có thể ra mệnh lệnh. Bất cứ vị thế xã hội hay tôn giáo nào chúng ta có thể nắm giữ. Nhưng chúng ta chưa phải là những Đức Phật toàn giác. Chúng ta vẫn là đối tượng đối với những cảm xúc duyên nghiệp và thường hành động như những người bình thường khi chúng ta bị tác động bởi những sự kiện trong đời sống. Chúng ta có những giới hạn của chúng ta, kể cả thân thể, do bởi những sự vướng mắc chấp trước bén rễ lâu đời, là những thứ đã ràng buộc chúng ta vào trong cõi luân hồi. Ngay cả nếu chúng ta biết tất cả những giáo huấn của Đức Phật một cách tuyệt hảo là điều trong thực tế hoàn toàn không thể có với một tâm thức chưa hoàn toàn tịnh hóa, chúng ta vẫn mang chứa những vọng tưởng của kiếp nhân sinh. Vì vậy, làm cho chúng ta không tương ứng cả tinh thần lẫn thân thể để hành động như một vị Phật toàn hảo. Tổ Thân Loan thường tự thú rằng Ngài ấy thấy luân hồi hấp dẫn, mặc dù Ngài nhận ra bản chất vọng tưởng của sự đam mê lôi cuốn nguy hiểm của nó. Ngài hoàn toàn thấu hiểu bản chất con người và nhận ra sự cần thiết của việc xác định giáo pháp. Chỉ qua việc tiếp nhận một phương pháp cá nhân hướng đến quả Phật là người ta có thể chuyển hóa tâm thức của họ và lìa bỏ luân hồi lại phía sau. Nếu chúng ta không cảm thấy giáo pháp như kinh nghiệm đời sống của chính mình, thế thì luôn luôn sẽ có một khoảng cách giữa kiến thức Phật Pháp và chúng ta như chúng ta thật sự là. Nhận thức của chúng ta về giáo huấn sẽ vẫn là lý thuyết và nó không thể thật sự chuyển hóa chúng ta. Thần Loan nhấn mạnh rằng không chỉ đi theo giáo huấn chỉ như một lý thuyết mà phải tiếp cận Đức Phật trong một cung cách rất cụ thể qua niệm Phật.
niệm Phật có thể làm cho chúng ta nhận ra vọng tưởng của luân hồi, cũng như sự giả dối của chính chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhận ra và chấp nhận khả năng chân thật của chúng ta, cũng như những giới hạn của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự thực hành niệm Phật, chúng ta do vậy tin tưởng rằng chúng ta đã cải thiện tình trạng của thế giới hay ngay cả đời sống của những người khác. Chúng ta liên tục bị lo âu với vấn đề chúng ta là ai và ai là Đức Phật. Đây là nhiệm vụ của cả cuộc đời của chúng ta và nó đòi hỏi tất cả mọi sự cống hiến của chúng ta. Thay vì lắng nghe Đức Phật và chánh niệm với chính mình, chúng ta chỉ cố gắng tác động đến những hoàn cảnh ngoại tại của chúng ta. Chúng ta không được gì nhưng chỉ bối rối thất vọng. Sự bối rối này không phải được mang đến bởi Đức Phật hay bất cứ một vị thầy nào, mà bởi cung cách suy nghĩ luân hồi của kiếp người. Chúng ta như những con người bình thường bị mê hoặc bởi luân hồi và những lôi cuốn vô tận của nó. Chúng ta là những con người bởi vì chúng ta bị nhấn sâu trong luân hồi. Dĩ nhiên, chúng ta không vui sướng bởi khổ đau luân hồi, nhưng chúng ta đón nhận những khoái lạc luân hồi để duy trì sự vướng mắc với những điều kiện của kiếp nhân sinh. Một trong những vọng tưởng căn bản nhất là tin tưởng rằng luân hồi thế nào đấy có thể được cải thiện để cung ứng cho chúng ta một đời sống không có rắc rối. Nhiều người đã hy sinh sự sống của họ cho một mục tiêu như vậy. Hầu hết, mọi người bắt đầu lắng nghe giáo pháp chỉ để cải thiện nhiều thứ trong cuộc sống hơn là bất cứ sự khao khát nào để thấu hiểu cung cách mọi thứ thật sự là bản chất của thực tại. Nhận thức hướng đạo sai lệch này hướng để cải thiện những gì luôn luôn duy trì sự bất toàn hơn là cố gắng để đạt đến một quan điểm đúng đắn trong đời sống, chánh kiến. Không có một sự thật hành niệm Phật chân chính. Không ai có thể trung thực nhận ra tính chấp ngã vị kỷ của con người đã hình thành nên cốt lõi của sự tồn tại sinh tử. Những con người hảo tâm và thiện ý thường làm những việc đúng và săn sóc người khác trong niềm tin rằng họ đang làm những việc thiện thông thường. Tuy thế, không có ánh sáng của Đức Phật soi rọi chúng ta, không ai có thể thấy tính vị kỷ nằm bên trong trái tim của nhiều nhà hoạt động vị tha và đạo đức. Thần Loan đã nhận ra thực tế nghiệt ngã này và nói: Đức Phật Di Đà phát nguyện của Ngài chỉ cho con, Thân Loan. Trong ánh sáng của niệm Phật, chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi nỗ lực của chúng ta, bất kể chúng là đúng hay sai, mãi mãi chỉ có một xu hướng làm cho chúng ta cảm thấy khá hơn. Chúng ta muốn gia đình chúng ta đừng gây rắc rối cho chúng ta, hơn là nguyện ước một cách chân thành cho họ được cắt tường. Nếu chúng ta thương mến ai đấy, chúng ta muốn người này phục vụ lợi ích riêng của chúng ta, và chúng ta cảm thấy giận, tức nếu họ không cho chúng ta những gì chúng ta mong đợi về họ. Chúng ta thích những vị thầy thực chứng giáo pháp làm cho đời sống của chúng ta dễ dàng hơn, và chúng ta phiền hà các ngài vì những rắc rối của chúng ta. Chúng ta cố gắng phản đối giáo pháp như không đủ tốt cho chúng ta. Lấy thí dụ về đời sống của những người khác cho việc đi đến một kết luận như vậy. Nhưng những gì chúng ta có thể biết về đời sống của một người khác, chúng ta ngay cả không biết đời sống của chúng ta một cách đầy đủ nữa kia mà. Trong cách này, chúng ta thích trụ lại như chính chúng ta là, nhưng chúng ta muốn sống cùng với những vị Bồ Tát, những vị phụng sự lợi ích cá nhân của chúng ta. Chúng ta không muốn nghĩ một cách có ý thức trong một cung cách như vậy, nhưng chúng ta rõ ràng xử sự như vậy. Để cải thiện mọi thứ xung quanh chúng ta, thay vì thế, chính chúng ta thật sự muốn nói là mong muốn người khác làm cho đời sống chúng ta khá hơn. Rõ ràng, những con người thông thường của thế giới luân hồi hành động để hỗ trợ sinh tử, và rằng những ai với ngưỡng vọng cho sự giác ngộ muốn lìa luân hồi hoàn toàn, khuynh hướng của họ là hoàn toàn đối kháng. Tại sao thế giới của xã hội luân hồi sinh tử lại mong muốn những người tôn giáo chịu trách nhiệm và hữu dụng cho thế giới luân hồi?
không có lý do xác đáng cho một quan điểm như vậy. Hãy nhìn vào lịch sử của nhân loại. 1. Đức Phật Thích Ca từ bỏ gia đình để tìm con đường tâm linh của chính Ngài. Điều này làm cho gia đình của Ngài băn khoăn, bối rối, và từ một quan điểm xã hội nghiệt ngã, quyết định của Ngài có thể được thấy như là một hành động đáng phiền trách hay tội lỗi. 2. Chúa Giê-xu tạo ra nhiều rắc rối cho những giới thẩm quyền trong thời của Ngài, vì thế họ quyết định giết Ngài. 3. Mohammed đã bị áp lực phải trốn thoát để tránh bị giết bởi chính những người của Ngài. 4. Thân Loan bị xem như một tội phạm bởi nhà cầm quyền Nhật Bản và bị lưu đày. 5. Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem như là một cá nhân nguy hiểm bởi chính quyền Trung Cộng. Con người luân hồi chỉ thấu hiểu tôn giáo trong tất cả những hình thức của nó, như một món trang trí của cõi luân hồi, như một truyền thống xã hội hay văn hóa. Điều gì đấy có thể làm cho con người nghĩ tốt hơn về chính họ. Tôn giáo làm cho con người là con người hơn. Đây là một quan điểm hoàn toàn của thế giới luân hồi. Nếu chúng ta thích là con người, chúng ta không thể là một vị Phật. Trước nhất, chúng ta phải nhận ra con người là dễ sợ như thế nào, khốn khó như thế nào để là con người. Ngoại trừ chúng ta thực hành niệm Phật, bằng không, chúng ta không có bất cứ một cơ hội nào để thấy nhân duyên chân thật của con người. Không có tuệ giác thẩm thấu vọng tưởng của chính mình, chúng ta không thể tác động đến việc chuyển hóa thành Phật của chúng ta. Thân Loan bị bình phẩm bởi người Tây Phương, bởi vì Ngài không thích hợp với ý tưởng của con người về một vị thánh. Ngài rời tu viện của Ngài, Ngài kết hôn 2 lần và rời bỏ cả 2 người vợ. Và đôi khi bị xem là tội phạm, Ngài đã làm những thứ dễ sợ này. Ngài đã làm những gì Ngài đã làm nhằm để khám phá ra Ngài thật sự là ai và nhằm để đối diện với khuôn mặt rực sáng của Đức Phật, bất chấp là gì. Ngài không bao giờ tìm kiếm bất cứ tín đồ hay đệ tử nào. Ngài đã hiểu rằng không có lý do gì để theo đuổi bất cứ một chúng sinh bị ràng buộc với nghiệp chướng. Đức Phật là đối tượng duy nhất để đi theo và tôn thờ. Nhận ra điều này nhằm để lắng nghe Đức Phật Di Đà, Ngài đã viết về giáo pháp. Ngài cuối cùng đã rời vợ Ngài. Ngài đã không viết về sự thật chứng tôn giáo của Ngài vì lợi ích của nhân loại. Ngài làm việc ấy cho chính Ngài. Ngài là học trò đầu tiên của những tác phẩm của Ngài. Nếu người ta thấy hữu ích trong những tác phẩm ấy, đấy chỉ là do bởi năng lực khách quan của giáo pháp đã tỏa hương trong chúng. Không một ai trong những người tính tâm là một tư tưởng gia. Tất cả là những người lắng nghe. Giáo pháp là về việc lắng nghe và thể hiện. Chỉ những người thực hành đạo Phật một cách kiên quyết về niệm Phật mới có thể làm cho chúng ta lắng nghe về giáo pháp. Chỉ trong cách này, chúng ta mới có thể nhận ra những gì chúng ta làm. Chúng ta làm cho chính chúng ta. Chúng ta thuyết phục chính chúng ta rằng chúng ta hành động cho một người nào khác đó, cho nhân loại, cho hành tinh, cho giáo pháp, cho Đức Phật. Nhưng chúng ta đang thật sự đang tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Giới hạn sâu sắc này được liên kết một cách mật thiết đến bản chất luân hồi của sự tồn tại chính chúng ta. Chúng ta dấn thân với những người khác và tất cả chúng ta liên hệ nội tại. Nhưng nhìn vào những người khác chung quanh chúng ta chỉ thấy chính chúng ta mà thôi. Nhược điểm này trong tình trạng con người của chúng ta không cho phép chúng ta thấu hiểu một cách thích đáng những người khác, bất chấp họ là ai. Nếu chúng ta cố gắng để thấu hiểu giáo huấn của Thân Loan mà không thực hành niệm Phật và thực chứng tính tâm, thế thì chúng ta chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Không có tính tâm, chúng ta chỉ có thể nhìn thế giới qua mắt kính mù quáng của nghiệp chướng và thiếu quan điểm về sự tồn tại tương hỗ lẫn nhau. Tuy nhiên, qua tính tâm, chúng ta có thể đi đến thấu hiểu cung cách mọi thứ, rồi thì chúng ta có thể nhìn thế giới qua con mắt của Phật. Cuối cùng,
trong việc dành quá nhiều thời gian và năng lượng của chúng ta trong việc theo đuổi những mục tiêu vọng tưởng luân hồi. Chúng ta thất bại trong việc tập trung đến một thứ thật sự quan trọng: tỉnh thức với tâm của Phật qua sự thực chứng tính tâm. Nhưng làm thế nào những người đó, những kẻ hoàn toàn nhiễm ô với luân hồi sinh tử và những hứa hẹn sai lầm của nó, thậm chí có thể bắt đầu tin tưởng trong khả năng của một đời sống tự do khỏi những vọng tưởng điên đảo như vậy? Nam Mô A Di Đà Phật.